Đoàn Văn Hậu sở hữu chiều cao 1m85, tương đồng với nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới như Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Gareth Bale, Edinson Cavani, Karim Benzema và nhiều cầu thủ khác. Trước đó, cân nặng và thể hình của hậu vệ Việt Nam bé nhỏ hơn khá nhiều so với những cái tên kể trên. Tuy nhiên, kể từ khi sang Hà Lan, thể hình của Văn Hậu đã cải thiện đáng kể. Theo Wikipedia, Đoàn Văn Hậu cao 1m85 và chỉ nặng 70kg. Tuy nhiên, Hậu đã cải thiện cân nặng từ khi sang Hà Lan chơi bóng. Khi trở về tham dự SEA Games 30, Đoàn Văn Hậu đã nặng tới 80,5kg. Siêu sao Cristiano Ronaldo cao 1m85, nặng 83kg. Robert Lewandowski cao 1m84, nặng 80kg. Karim Benzema cao 1m85, nặng 81kg. Hay Edinson Cavani cao 1m85, nặng 77kg. Họ đều là những cái tên thi đấu ở hàng tấn công, cụ thể là vị trí tiền đạo cắm. Còn ở vai trò hậu vệ cánh như Đoàn Văn Hậu, những cầu thủ có chiều cao tương đương như Benjamin Mendy, nặng 85kg, Fosu Mensah nặng 78kg, hay Lucas Piszczek nặng 79kg. Đoàn Văn Hậu vẫn chưa có trận ra mắt giải vô địch quốc gia Hà Lan trong màu áo SC Heerenveen. Anh liên tục có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Johnny Jansen vẫn chưa trao cơ hội cho cầu thủ sinh năm 1999. Không xuất hiện trong màu áo đội hình chính, tuy nhiên, Đoàn Văn Hậu thường xuyên đá chính ở đội trẻ của Heerenveen. Ngoài Văn Hậu, có mặt trong đội hình của dòng Heerenveen còn có những cái tên quen thuộc khác, đó là Woudenbeek, De Bruyne hay những gương mặt trẻ như Kusi, Nunu Mete hay Maloku. Ở trận đấu này, Đoàn Văn Hậu ra sân với chiếc áo số 4 và được xếp chơi ở trung tâm hàng phòng ngự. Trong suốt 90 phút có mặt trên sân, Văn Hậu đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của mình trong khả năng giao tiếp với các đồng đội. Hậu vệ của đội tuyển Việt Nam luôn có mặt ở mọi điểm nóng trên sân, xuất hiện đúng lúc để giải nguy cho khung thành của Jong Heerenveen. Có thể đánh giá đây là một trận đấu tốt của Văn Hậu. Anh đã góp công giúp cho đội bóng không bị thủng lưới ở cuộc đấu này. Trở lại với diễn biến trận đấu, với các cầu thủ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, không quá khó hiểu khi Jong Heerenveen là đội thi đấu chủ động và kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, chỉ có một bàn thắng duy nhất được ghi cho Jong Heerenveen do công của Van der Hey ở phút thứ 22 của trận đấu. Đây đã là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Jong Heerenveen ở vòng tranh chức vô địch. Hiện tại, đội bóng của Đoàn Văn Hậu đã vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và chỉ còn kém đội đầu bảng Roda đúng 3 điểm. Nếu tiếp tục thi đấu như hiện tại, cơ hội để Văn Hậu có danh hiệu đầu tiên tại châu Âu là rất lớn.